nền tảng tại gia nhân đạo đó là hiếu thuận cha mẹ, họ làm chưa được. Hòa thuận anh em, họ làm chưa được. Vợ chồng hòa thuận trong gia đạo chưa làm được. Quý trọng thầy dạy mình chưa làm được. Công ngôn dung hạnh chưa làm được. Cho nên Ngài nói đời bây giờ nó lộng hành và nó bất an, bất ổn, loạn đến cùng cực rồi. Có một số người vì hoàn cảnh quá đau khổ, nghèo khổ, túng thiếu, họ nói đi tu là sung sướng. Họ thoát cái nghèo này họ đi tu. Có những người họ giàu có quá, họ làm ăn bị thất bại, chán đời đau khổ, đi tu. Rồi có một số người họ giác ngộ được Phật Pháp, họ hiểu được Phật Pháp. Thì cái số lượng mà kêu giác ngộ Phật Pháp và họ đang sống một cuộc sống bình thường, không có cái gì trục trặc trở ngại hết, thì số lượng này chưa tới 1/3. Còn cái số lượng hơn 2/3 đó là có trục trặc ở ngoài thế gian. Từ nơi cái căn bản của họ, lễ pháp đã phá vỡ, gia đình bất an, bất ổn, cuộc sống kinh tế bị thất thoát, khổ đau. Lẽ dĩ nhiên trong nhà Phật cũng mở cửa đón nhận những người đó, nhưng mà đón nhận họ trong một chừng mực, cho họ làm cư sĩ, họ vô họ nương Tam Bảo để họ tu tập rèn luyện 10-20 năm. Rồi nói đến cái chuyện xuất gia, cái này cho vừa vô chùa 1-2 tháng cạo đầu rồi bắt đầu cho đi học, ra trường học, chưa có một chút xíu hàm dưỡng huân tu, chưa hiểu về luật lệ nhà Phật hết, rồi bắt đầu học giáo lý vô, rồi ngông ngông nghênh nghênh ngã mạng. Cho nên Ngài khuyên không nên xuất gia là ngay chỗ này, bởi vì cái nền tảng cha mẹ đâu phải là bậc hiền mẫu, hiền nhân để dạy cho con trở thành người hiền thiện, người lương dân. Thì làm sao nhân thừa họ chưa được, làm sao họ làm chưa xong, làm sao họ bước lên Phật thừa. Thì nói như vậy có phải quơ đũa cả nắm là mấy thầy bây giờ đang đi xuất gia đây, đã tỳ kheo rồi, một số các vị tu sĩ thì chẳng lẽ hư hết à? Nói như vậy cũng có một số ngoại lệ, là những căn lành của họ đời trước quá là tốt, quá siêu xuất. Tuy rằng họ vô trong gia đình không phải là do gia giáo, không phải là học lời dạy của các bậc cổ thánh tiên hiền, nhưng họ có cái trí xuất trầm thượng sĩ và đời trước họ đã có cái duyên với Phật Pháp. Thì cái chuyện này mình cũng không có thể là qua đũa cả nắm cho họ là như vậy. Tuy nhiên cái số lượng mà gọi là xuất trầm thượng sĩ đời trước có căn lành thì cũng hơi ít. Chúng tôi nói như vậy là cái ý của lão sư Ấn Quang là Ngài nói đến cái việc là nền tảng từ nơi căn bản của gia đình mình bị khuyết. Chân thật không có, cung kính không có, hòa thuận không có, thì mình bị trở ngại. Và từ nơi ngay cái căn bản trong lúc là ở gia đạo thì làm sao mình bước vô Phật đạo được. Rồi vô Phật đạo rồi cũng không có ai hướng dẫn dạy cho kỹ càng, mình bị thất bại. Cho nên Ấn Tổ Ngài nói Ngài không xuất gia cho ai, Ngài nói chính xác đó. Cho nên sáng nay Dương Nhàn có nói đến cái điều này, đại chúng ghi vào. Hằng ngày dùng cái tâm chân thành cung kính, không nhiễm mảy trần,
để niệm công đức hồng dân. Nam mô A Di Đà Phật, không thể nghĩ bàn. Để trang nghiêm thân tâm, đến chỗ nào mà ngưng lại dấu phẩy, dám bảo đảm không đến 10 ngày sẽ thấy tâm thị trong lành. Hàng ngày dùng cái tâm chân thành cung kính, không nhiễm mấy trần, để niệm công đức hồng dân. Nam mô A Di Đà Phật, không thể nghĩ bàn. Để trang nghiêm thân tâm, dám bảo đảm không đến 10 ngày sẽ thấy tâm thị trong lặng. Này giảng cái đoạn này, cái điều này người cư sĩ tại gia làm được không? Được. Và người cư sĩ tại gia có thể làm dễ dàng hơn người tu sĩ ở điểm nào? Ở điểm nào? Người cư sĩ tại gia họ học không có nhiều, họ không có thời gian để học kinh luận nhiều, cho nên nói họ làm sao họ làm như vậy. Còn người tu sĩ xuất gia học nhiều kinh luận quá, khi nghe đến đây họ thấy quá bình thường. Cái kinh A Di Đà mới vô tu tôi học thuộc lòng rồi, có gì đâu. Hằng ngày niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thấy có gì đâu. Thì anh em tu sĩ mình hay vướng vô cái bệnh này. Nhưng không ngờ kinh A Di Đà là nói đến y báo và chánh báo bất khả tư nghì, không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã hết lòng giới thiệu. Không ai giảng trạch nói cho họ nghe thấy cái giá trị của bộ kinh A Di Đà, họ xem bình thường. Và họ lên họ tụng thời kinh, họ niệm Phật chưa được 10 câu là chỉ qua niệm Quan Âm 3 câu rồi họ xuống bắt đầu nó lờ. Còn Phật tử khi mà giảng sâu nói cho họ hiểu điều này thì họ thấy cái công đức không thể nghĩ bàn danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái tâm không nhiễm mảy trần để niệm. Ngài làm được điều này. Nhưng mà Ngài nói thêm cái chỗ nữa là hàng ngày coi như mình đã chết, coi như mình là chết, mình dùng cái tâm mà coi như là sợ khổ đọa địa ngục, coi như cái tâm là nghĩ mình như là đã chết. Hết lòng chân thật cung kính, niệm câu vãng đức hồng danh là công đức bất khả tư nghì để trang nghiêm thân tâm. Dám bảo đảm không đến 10 ngày, mấy anh em chưa có làm 10 ngày liên tục niệm danh hiệu Phật, cho nên tâm vẫn bị vọng tưởng phiền não. Mà vọng tưởng phiền não mạnh á, thì nó làm cho mình rất là khó chịu. Để ý đi, người nào mà vọng tưởng phiền não lấy lừng mạnh chiếm ưu thế, khi họ nghĩ một điều đó họ không làm được, hoặc họ chưa làm được, hoặc bị người ta ngăn cản, thì quý vị mới thấy họ lầm mình lầm mẩy cho phải biết. Hồi xưa mình ở nhà mình đâu biết tu đâu, cha mẹ mà ngăn cản mình đã ngăn, mà cái gì mà mình thích rồi đó là mới thấy cái sự bùng phát. Dùng dằn, giữ dằn làm mình làm mẩy với cha mẹ, đúng không? Chúng tôi cũng có điều này. Nghĩ lại kỹ đi. Còn nếu mà người hàng ngày dùng cái tâm chân thật cung kính, không nhiễm mẩy trần mà niệm câu Phật hiệu, tuy rằng nó có phiền não nhưng mà nó khởi lên cái mất, khởi lên cái nó mất. Và dầu cho có phiền não đi nữa, do cái tâm thủy trong lặng an trụ do câu Phật hiệu, cho nên nó không làm gì mình được. Vẫn còn vọng tưởng nhưng mà nó không làm gì mình được. Rồi niệm đến bao lâu?
Niệm đến bao lâu? Một năm sau bắt đầu thành phiến. Tuy rằng họ vẫn sinh sống, họ vẫn làm việc. Có nhiều người nói rằng bận bịu quá làm sao niệm Phật, làm việc túi bụi bận bịu mà sao niệm Phật được. Thì ngài ngài ví dụ cái câu này: người con hiếu tuy rằng bận bịu suốt ngày, họ không bao giờ quên cha mẹ họ. Họ làm việc họ bận bịu túi bụi nhưng mà họ không bao giờ quên cha mẹ họ. Không một giây phút trong đầu họ rời cha mẹ, họ quá thương cha mẹ. Còn kẻ còn còn gã dâm, ngài dùng từ là gã dâm, mà khi nghĩ đến người phụ nữ đẹp thì hàng ngày họ bận túi bụi nhưng mà họ cũng không bao giờ quên người phụ nữ đẹp đã chiếm ngự trong lòng của họ. Còn người mà chịu niệm Phật, dầu họ bận bịu túi bụi, họ vẫn không rời Đức Phật A Di Đà. Tuy rằng cái miệng họ không niệm nhưng mà toàn tâm của họ đã đặt vô Đức Phật A Di Đà rồi. Tuy rằng họ không niệm ra miệng, họ không niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà họ nhớ Phật. Rồi họ họ niệm Phật. Ý họ nhớ là tâm họ nghĩ, miệng họ niệm, thân họ đảnh lễ, không một phút giây rời. Vì họ muốn về với Phật. Còn kẻ ham tiền mỗi ngày họ bận bịu túi bụi nhưng mà không bao giờ một giây phút ngưng là phải tính làm sao cho có tiền, làm sao làm sao làm sao cho có tiền, không rời một chút xíu luôn. Thì nghe nói đó, thấy chưa? Đâu phải là bận mà không làm được đâu. Ai ngăn cản được cái tâm của bạn? Bây giờ mình suy nghĩ lại thấy hổ thẹn không? Hàng ngày vô nhân danh là mình kêu là người tu tịnh độ, niệm Phật theo Phật Di Đà vãng sanh, nhưng mà cuối cùng hàng ngày nhớ Phật được bao nhiêu, niệm Phật được bao nhiêu, giỏi lắm hai thời công phu mà lên thì ngủ, lên ngủ xuống rồi bị vọng tưởng nó đánh cho tơi bời luôn. Cái gì trái lòng nghịch ý mình một cái là trong người mình phẫn nộ lên thì chết rồi, thua rồi, thua trận rồi. Mà người ta mà chịu niệm thành phiến, tức là vọng tưởng chiếm ưu thế, và câu Phật hiệu đối với họ là thường xuyên không gián đoạn thành phiến. Một năm là họ thành tựu rồi, 3 năm là họ có sự nhất tâm mà. Họ đoạn được thân kiến à. 3 năm đến 5 năm là Ấn Độ nói cho giá bét á, giá chót á. Mình vô đây có gần đến 10 năm rồi, chúng tôi hơn 30 năm rồi mà chưa được cái gì là lý do gì? Không chịu làm đúng theo lời người đi trước, không lấy cái tâm chân thật cung kính, không nhiễm mảy trần để niệm câu vãng đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, không làm đúng theo lời ngài chỉ dạy, hàng ngày lo túi bụi công chuyện hết trơn, lo đâu là dính đó, nghĩ đâu là vướng đó. Đáng thương không? Kẻ đáng thương vô cùng. Lỡ mà bây giờ vô thường nó đến thì sao? Lỡ mà vô thường chiều nay nó đến thì mình tính sao đây? Không có chút vốn liếng luôn, không có chút vốn liếng nào hết. Đó. Cho nên cái người mà họ chịu tu thực sự, ngài nói 8 đến 10 năm là lý nhất tâm, người này đã gần như là phục và đoạn rất sâu cái ngũ độn sử, tham sân si mạn nghi, bước sang khỏi 10 năm là họ vô niệm Phật tam muội. Còn mình mà tà tà kiểu này suốt đời cũng chả được thành phiến nữa, chứ không phải đơn giản. Thực sự là vậy. Còn nếu những người không niệm Phật thì ngài nói như sao? Ghi nè. Nếu người không có niệm Phật thì sống làm thay đi thịt chạy, sống làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, là cái thân mình đọc. Ngài hay dùng danh từ này để chú nghe bằng sao thấy đó. Chết mục nát cùng cỏ cây,
phần hồn, là linh hồn, là tâm thức mình đọa lạc vào địa ngục. Đọa lạc vào địa ngục. Và địa ngục là quê nhà của mình trăm ngàn vạn kiếp. Ra khỏi địa ngục làm loài quỷ đói cũng số lượng khá lâu, trăm ngàn vạn kiếp, tính kiếp chứ không tính đời nữa. Rồi hết ngạ quỷ rồi bắt đầu làm loài súc sanh, làm thức ăn cho người khác. Những cái câu này nó đơn giản mà nó sâu sắc, nó hay. Rồi khi được làm người rồi, được làm người rồi là kẻ bần cùng, bị người khinh chê, khinh bỉ, ở đợi cho người khác. Kinh không? Thấy kinh khủng không? Như vậy bây giờ mình muốn cái chuyện gì? Mình muốn là sống để dùng tâm chân thật cung kính, không nhiễm mấy trần, niệm câu vãng đức hồng danh Nam Mô Di Đà Phật, để một đời này khi niệm trước vừa dứt là niệm thọ mạng mình vừa dứt, niệm sau liền vào liên thai, rồi hóa sanh về Tây Phương Cực Lạc, thọ dụng ngang với Phật, vẫy vùng nơi ao bóng các hàng Bồ Tát, nhất sanh bổ xứ là bạn lữ. Ai không muốn chuyện này? Ai không muốn chuyện này? Nếu không làm được chuyện này thì phải làm chuyện kia. Chuyện kia là sống chỉ biết trai gái ăn uống hưởng thụ, giống như lò súc sanh làm thay đi thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây. Thân thể thì mục nát nhưng mà không phải là hết đâu, phần hồn bắt đầu đọa lạc. Nhưng nếu người chịu niệm Phật thì nghiệp tiêu, nghiệp tiêu. Người mà chân thật niệm Phật á nghe, mà dùng cái tâm không nhiễm mấy trần, không vướng mắc gì đó, thì nghiệp tiêu, trí ràng. Mấy câu này có Ấn Tổ: chướng tận, phước tăng, khai minh tâm địa. Đó. Còn nếu không niệm Phật á, không niệm Phật á, thì nghiệp xấu ác mỗi ngày tăng trưởng lừng lẫy rồi đó. Trí ám tức là trí mình nó si ám, chướng ngại lớn, chướng lớn. Phước cạn, tánh đức vùi lấp trong nhân dục. Cái câu này: người chịu niệm Phật thì nghiệp tiêu, trí rạng, chướng tận, phước sâu, khai minh tâm địa, sống dự vào bậc thánh hiền. Đó. Còn kẻ không niệm Phật thì nghiệp xấu ác mỗi ngày tăng trưởng. Nghiệp đó là tham sân si, sát trộm dâm dối. Trí tuệ lu mờ, u ám, làm việc gì cũng thất bại hết. Chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Phước thì bị cạn mỏng rồi. Tánh đức vùi lấp trong nhân dục. Kinh khủng không? Đây là những câu khuôn vàng thuốc ngọc. Mấy anh em chiêm nghiệm rồi, khi gặp dòng họ anh em Phật tử hoặc ai đó, tự nhiên mình để sẵn trong lòng rồi mình nói ra được. Có những người có căn lành, họ nghe cái họ bừng tỉnh ra, và họ suy nghĩ nên làm cái gì và nên không làm cái gì. Nhưng mà riêng các vị nho gia Khổng Tử cũng nói, cái người mà đến cái độ tuổi mà họ quyết đoán được công việc nên làm gì và không nên làm gì, thì đến 50 tuổi gọi là ngũ thập tri thiên mạng.
Đó là những người biết lời dạy của cổ thánh tiên hiền, của Phật Bồ Tát á, thì đến 50 tuổi họ biết tri, là biết biết thông tâm họ phải làm gì và không làm gì. Còn dưới 50 tuổi á, thì nhiều lúc họ biết nhưng mà họ không định đoạt được nên làm hay không nên làm. Đó là những người học lời dạy cổ thánh tiên hiền đó. Còn người không học thì đến 7-80 tuổi rồi vẫn là gì? Vẫn làm những chuyện sàm tấu, vẫn làm những chuyện sằng bậy, không ngăn cản được cái tâm tham dục, cho nên nó vùi lấp trong nhân dục. Thầy quý thấy khó không? Đời con người mình để giữ được cái đạo đức, cái lễ giáo, cái lễ pháp của vị thầy khó. Khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Khó lắm. Cho nên chúng tôi được may mắn là khi đi vào tu là sư phụ chúng tôi là rước thầy giáo về tại tại chùa dạy cho 4 người là 2 ni 2 tăng suốt luôn. Chúng tôi cảm ơn vô vàng Hòa Thượng Giác Dũng làm cái biểu pháp này, không cho ra trường đời. Nhưng đó là những vị đi trước họ có cái kinh nghiệm rồi, cho nên cha mẹ đâu có hiểu được điều này đâu. Cho nên thành ra là cái việc mà nếu mà hàng ngày con người đó mà đang làm công quả cho chùa mà vô điều kiện, tức là nấu ăn cho đại chúng, lo quét dọn, lo cho chùa chiền, lo cho đại chúng tu hành, không có một điều kiện, tức là không cần lương bổng. Có một số người đi vô chùa làm mà phải cần có lương để họ sống, nhưng mà người này không cần lương bổng, họ phục vụ hết mình luôn. Đó là họ tích phước. Một mặt bên cạnh trong tâm họ tích đức là dùng cái tâm chân thật, cung kính, không nhiễm mảy trần để niệm câu Phật hiệu, thì vừa phước đức là họ giúp cho đại chúng, mà vừa công đức trí tuệ do họ niệm được câu Phật hiệu, thì người này thành công, chắc chắn trong đời này vãng sanh. Còn nếu mà họ không có cái điều kiện ở trong đại chúng như khu chuyên tu tỉnh thất, họ ở nhà họ lo cho tròn cái bổn phận gia đình của họ, gặp được điều phước dầu cho nhỏ, điều thiện nhỏ họ cũng không bỏ, họ làm. Rồi hàng ngày họ dùng cái tâm không nhiễm mấy trần này, họ niệm câu Phật hiệu, thì cuối đời họ vãng sanh. Thì hai đối tượng này, dầu ở nhà hay là vô trong chùa, ăn chung ở cái chỗ, cái người đó có chịu dùng cái tâm không nhiễm mấy trần, chân thật cung kính để niệm câu Phật hiệu hay không? Ngay chỗ này. Nhưng mà thường những người đi tu là do bị nghe nhiều pháp quá đi, do nhiều nghe nhiều thầy quá đi, và học nhiều kinh quá đi, thì thấy câu Phật hiệu và cảnh giới cực lạc, Đức Phật Di Đà là thừa thải, không quan trọng. Chết là chỗ này, chết là cái chỗ này. Có nhiều người người ta gửi thư đến nói ấn tổ ngày học Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, tụng kinh Kim Cang đủ thứ hết trơn luôn, thì ngài nói là ông làm vậy không có sai, nhưng mà trong lúc này ông không nên làm như vậy. Bởi vì tâm ông nó chưa có định, ông học nhiều quá coi chừng đa thư loạn tâm, nhiều sách nhiều kinh quá coi chừng ông loạn tâm, gọi là đa thư loạn tâm. Cái câu này của ngài nói, nếu mà ông học một bộ kinh A Di Đà, ông đọc văn sao thôi không có thiếu đâu, ông niệm Phật đi, tâm ông thanh tịnh rồi ông học tất cả các kinh khác cũng không muộn đâu. Học không theo tự, học không theo thứ tự, không theo thứ lớp, ông thất bại. Thuốc bổ mà uống mà không có đều đặn và uống cho cố vô, thấy nó bổ, uống vô nó phản tác dụng ngay. Thấy không? Hằng ngày thì vẫn cứ để cho độc tố trong người phát tán là tham sân si khởi lên, và vẫn uống thuốc, bệnh là niệm Phật, nhưng mà bệnh vẫn cứ cho nó phát tác, bệnh vẫn cứ tạo điều kiện cho nó bị giống như là tiểu đường. Như lúc trước chúng tôi hàng ngày cứ ăn gạo trắng vô cho nhiều, uống nước ngọt, ăn đường cho nhiều, rồi uống thêm thuốc trị đường nữa, thì biết chừng nào cho hết. Bác sĩ dặn nên cử đường, cử ngọt đi, ăn ít gạo trắng thôi, rồi bên cạnh nó uống thuốc thêm nữa, thì làm sao đường nó tăng được. Cái đạo lý trị thân cũng như trị tâm. Nếu hàng ngày đừng cho tham sân si, nóng giận, bực tức, sắc trộm dâm dối để mà khởi lên lừng lẫy trong người, và niệm thêm câu Phật hiệu nữa, thì hỏi làm sao không hết bệnh. Sở dĩ mình bị thất bại là hàng ngày cứ cho sát đạo dâm dối,
rồi tham sân si khởi lên, rồi một mặt cũng niệm Phật nữa, thì cái này như là giằng co không ăn thua. Rồi dẫu cho là hàng ngày đi làm việc thiện đi, là uống thuốc bổ đi, nhưng mà bệnh này cứ cho nó tái phát. À, thế giờ và mình bị thất bại là những cái chỗ này, ngài nói trong văn sao, ngài nói cái chỗ này. Tuy rằng người đó không uống thuốc bệnh, không uống thuốc bổ, mà người đó người ta ngăn cản được bệnh. Người này vẫn hết bệnh, vẫn hết, mà tuy rằng nó không có nhanh bằng vừa ngăn cản mà vừa uống thuốc. Vừa ngăn cản bệnh tức là không cho thí dụ như là bao tử thì người ta nói đừng ăn cay, đừng ăn lạnh quá, đừng ăn nóng quá, đừng để đói quá, mà đừng ăn no quá. Thì mình làm tới nơi luôn, không nghe bác sĩ dạy, không nghe bác sĩ dặn, thì cái thuốc uống vô có tác dụng không? Có, rất ít, không ăn thua, bệnh vẫn phát tác. Sao kêu ổ tôi uống thuốc mà sao mà vẫn bệnh ta? Ây à, là do mình không có kiên cử được. Ô, mình niệm Phật quá trời mà sao mà nó cũng vẫn bệnh ta? Bởi vì mình muốn cho nó bệnh mà, mình muốn cho nó sát, rồi trộm nè, dâm nè, dối nè, uống rượu nè, rồi tham sân si, mình cứ cho nó lừng lẫy lên thì làm sao mà chữa được? Do mình không biết cách dụng tâm thôi, dụng công không biết cách, không có mục tiêu để quay vào đối trị phiền não. Cho nên thành ra là cái việc mà Tổ sư Ấn Quang nói những điều này, giấc nhà không có thời gian giảng nhiều, mấy anh em chiêm nghiệm cái chỗ này nha. Nên chiêm nghiệm cái chỗ này, nhớ hít thở sâu chứ để buồn ngủ nữa đó. Mở mắt ra chứ đừng có nhắm lại, nhắm là nó ngủ. Có cái câu chỗ này, chuyện phi lễ đừng nghĩ. Cái chuyện phi lễ tức là người ta nói những cái điều mà nó không hợp với lễ pháp, là luân thường, là tà mạng, là tà tư, là tà kiến, là tà niệm, thì không nên nghĩ. Chuyện phi lễ đừng nghĩ, lời phi lễ đừng nói, việc phi lễ đừng làm. Nghe tưởng chừng đơn giản, đứa con nít 5-6 tuổi nó nhận định được thì nó cũng hiểu, nó nói được. Nhưng mà ông già 80 làm không được. Quý vị biết cái lễ pháp này học bao lâu không? Ngài Lý Bình Nam nói cái lễ pháp này muốn học là phải 10 năm ở Đại Trung. Chuyện phi lễ đừng nghĩ. Phi lễ tức là nó là một chuyện ngoài đời, người ta là vô văn hóa, là một chuyện tà tư, tà tâm, tà niệm. Những cái chuyện nó đem đến hại mình, hại người. Một số người họ luôn suy nghĩ về cái chuyện muốn chiếm hữu tài sản của người khác. Bằng mọi cách họ làm sao đó để cho họ phải hơn phần thắng theo họ. Họ phải lương lẹo dối trá đủ trò đủ chuyện luôn. Mà trong tất cả chuyện phi lễ thì cái chỗ này là con người mình không ai ngăn cản, không ai nhắc nhở, và họ hay nghĩ nè. Và bản chất con người là khi lớn lên là hay nghĩ cái chuyện phi lễ này. Anh em nghiệm coi thử phải đúng không? Vừa bắt đầu tuổi dậy thì con gái 13, 14 tuổi, con trai 14, 15 tuổi bắt đầu nghĩ chuyện phi lễ là tà tư, là tà dâm. Không ai dạy điều này, không trường học nào dạy điều này. Nhưng mà vốn dĩ con người do tâm ái thì nó mới sanh vào cõi này. Và cái gốc của ái đó, nó mọc ra cái rễ, cái gốc rễ của ái đó, đó tham ái đó, nó mọc ra cành nhánh của dâm dục. Dâm dục là con cái của ái, ái là cái gốc để sanh ra dâm dục. Cho nên bắt đầu nó là tà niệm, suốt ngày nghĩ cái chuyện dâm dục, suốt ngày nghĩ cái chuyện trai gái, suốt ngày nghĩ cái chuyện là quan hệ bất chánh. Bữa có cái anh chàng, anh viết cái thư lên, anh nói mình thấy kinh khủng luôn. Biết sao mà cái tâm niệm con nó dơ giấy, mà suốt ngày con cứ nghĩ cái chỗ kính của người phụ nữ. Làm sao mà cái đầu óc đâu mà còn thông minh trí tuệ để mà có thể nghĩ làm ăn được ta. Nhưng mà họ thấy cái chuyện đó là họ thích thú. Nghĩ nhưng mà làm không được, vẫn cứ nghĩ. Thì chuyện phi lễ này đừng nghĩ. Bởi vì cái gốc của nó tham ái là ngũ độn sử nó có sẵn trong này rồi. Mà kêu để không niệm Phật mà kêu nó đừng nghĩ là chuyện lạ. Làm gì có cái đạo lý này.
thấy 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 nghe cái chuyện này anh em huynh đệ của mình không ai nói, và tà tư tà niệm của mình nhất niệm dâm tâm khởi thì bá vạn chướng môn khai, đúng không? Nó đừng nghĩ được không? Không được, phải có nghĩ một cái gì khác. Ngài Hám Sơn nói cái tâm mình mà đừng nghĩ tham sân si để trở về lại trong tâm bản tánh thường trụ, chỉ có bậc thượng căn Bồ Tát tái lai nhất sanh bổ xứ Bồ Tát thì làm được, chứ còn không phải thay đổi cái niệm, thay đổi từ cái niệm tà tư tà niệm tham sân si qua niệm Phật thì nó dễ hơn là trở về trực tiếp nơi trong tâm thường trụ. Rõ ràng, rõ ràng các ngài là người mà có sự chứng đắc, và ngài thấy cái khổ công và cái vấn đề mà từ nó ý niệm nó khởi lên tà tư tà niệm tà dâm trong tâm mình, chuyện phi lẽ này á, nó nghĩ mà ngài ngăn chặn nó khó cực kỳ, giống như một cái đê mà 40 cây số là 40 dặm mà nó bở cái đê ra nó chảy, mà bây giờ làm sao mà ngăn nó được đây, quý vị thấy không? Đoạn trừ tập khí quay vào để hồi quang phản chiếu dễ không? Khó. Trèo lên dốc đi mà phải nói là cực nhọc vô cùng, bước từng bước lê cái thân này lên quá là cực, đoạn từng phần có tư hoặc kiến hoặc quá cực. Nhưng mà tuột dốc một cái là nó xuống như như là coi như là xe mà nó lọt xuống hố, nhanh cực kỳ luôn. Để mà buông ra khỏi đại chúng mà không còn cái lễ pháp luật lệ, đi ra ngoài rong rêu thì nó hư thì nhanh khỏi phải nói rồi, ai mà cản nó được. Cho nên bên 30 thuộc có một anh chàng đó, không biết chắc giờ ông chết rồi, ông lì quá, người ta đặt cái hiếu đầu bò, lì quá, gặp ai là muốn chém là đâm người ta liền. Khi mà vô tòa hỏi ông vì sao mà không sợ pháp luật, không sợ người bắt mình mà mình lại giết người ta như vậy, nó nói một câu dễ dàng, khi mà ông nóng nóng lên là ông không còn thấy ai bên cạnh, thấy thằng đó thôi, không nghĩ đến công an, không nghĩ đến cảnh sát, không nghĩ đến ai nữa hết trơn, là giết thôi. Mà giết xong rồi bắt đầu mới sợ, đi ra cái vòng móng ngựa để mà xử thì đi không nổi, lết bò luôn. Làm sao cái lúc đó mất luôn cái ý niệm là không sợ ai nữa, nó hết cái ý niệm sân hận mà giết người khác rồi, bắt đầu nó quay lại ý niệm sợ thôi. Toàn là những cái tâm đó là do từ nơi cái chuyện phi lễ nó nghĩ, rồi chuyện lễ pháp nó không nghĩ, cái chuyện luân thường nó không nghĩ. Nên thành ra chúng tôi thực sự cảm ơn anh em huynh đệ hàng ngày lo công việc Phật sự rồi cũng phải nghĩ để toàn tâm vô cái chuyện để giảng, nó không còn cái chuyện để nghĩ sằng bậy, nó nghĩ đâu lung tung nữa. Còn mình không có trách nhiệm để giảng, cũng không có trách nhiệm để học học cho có chuyện, cho nên thành ra là không bắt nó nghĩ cái chuyện mà văn sao rồi kinh Phật, rồi không có bắt nó nghĩ đến cái chuyện đạo lý mà liễu sanh thoát tử. Cái chuyện tốt có thì bắt buộc nó phải nghĩ chuyện xấu, mà nghĩ chuyện xấu mạnh hơn, nhanh hơn và lừng lẫy hơn. Cho nên hòa thượng nói cái ngoài cái chuyện tôi niệm Phật tôi phải giảng kinh, chứ không thì tôi không thể tống tu đạo nghiệp Bồ Đề Tâm, không thể tăng trưởng được. Nên mấy anh em nghe coi như là gần 2 tháng nay mỗi buổi sáng nghe thấy nó khác không? Khác hẳn, khác hẳn. Một chủ nhật mình nghe một lần khác hẳn. Tuy tuy rằng chúng tôi nói có nhiều người không có nhân duyên sâu dày cho nên nghe xong rồi nó quên liền hoặc là không thích nghe đi, nhưng mà cái chủng tử này nó cũng ở trong tâm mình, bắt đầu nó nuôi lớn từ từ. Cho nên chúng tôi thấy hàng ngày mà cứ việc nghe văn sao mở ra mà mãi đến hôm nay 2 năm mấy rồi bắt đầu mới đủ duyên là nói thầy tánh ông gom hết những cái gì của thầy đọc đem về gồm vô trong một cái ổ cứng, mà lúc trước chỉ có giáo dục gia đình với lại chánh biên với lại tinh hoa luật như đó, cái đảo qua đảo lại hoài. Hôm nay thêm một số những văn sao tam biên rồi tục biên đồ vô nó phong phú nữa. Đó. Thì hàng ngày mình nghe giống như mình đem cái củ báu mình đã bỏ vô trong 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 nhà mình đem lời của tổ bỏ vô trong tâm mình thì cái chuyện này nó sẽ nghĩ những cái điều là lễ pháp lễ nghĩa là chuyện tu hành thôi. Còn nếu mà không nghe thì cái chuyện mà phi lễ nó không nghĩ là chuyện lạ đối với phàm phu chúng ta. Hiểu không? Cái quan trọng nhất là chuyện phi lễ đừng nghĩ, lời phi lễ đừng nói, mà khi nó nghĩ được là nó nói được, mà nó nói được thì nó làm được.
Đó, thì những đứa trẻ nó lên trên mạng là do nó nghĩ cái dâm tâm nó xuất hiện lên, rồi bắt đầu nó coi những cái phim ảnh, phim sex, phim này phim nọ, bắt đầu nó thấy thấy bắt đầu nó thích thú để nó nói, đã nói rồi bắt đầu nó làm. Cái quy trình đó là như vậy, cho nên ngài nói rất sâu sắc, chuyện phi lễ đừng nghĩ, lời phi lễ đừng nói, việc phi lễ đừng làm, ai không làm được. Những người mà họ sợ đọa nha, địa ngục, họ sợ coi như là nhân quả xấu ác thì họ có thể không làm được, nhưng mà không có người thiện tri thức nhắc hàng ngày là họ cũng vẫn làm. Chứ hôm qua lắng nghe cái chỗ ngài nói chỗ này mà rùng mình rợn óc. Người nói tôi ví dụ địa ngục quý vị không mường tượng được đâu, bây giờ quý vị không thấy, nhưng mà tôi ví dụ chuyện này chắc quý có những người chắc nhớ biết được, là và chiến tranh, khi mà chiến tranh đó thì bom nó nổ đùng 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 đùng, máy bay B-52 nó rớt xuống, súng đạn người ta tỉa, thì cái chết là chắc trong tay rồi, sợ không? Chắc là ai gặp hoàn cảnh này chắc cũng là nổi gai ốc, lông tóc dựng đứng hết, chắc là sợ lắm đúng không? Nhưng mà cái chuyện đó nếu thí dụ chết đi thì cũng là chết một đời này thôi, còn cái chuyện mà đọa địa ngục nó gấp trăm ngàn lần cái chuyện bom đạn như vậy. Và chết đi rồi bắt đầu nó sống lại, rồi chết đi rồi cái nghiệp nó sống lại, nó cứ hành hạ như vậy trăm ngàn đời vạn ức kiếp, lâu cực kỳ lâu. Thì giữa giữa cái thấy trước mắt sợ và cái không thấy mình không sợ, mà cái không thấy mà đọa địa ngục không sợ là do tham sân si lừng lẫy để nó tạo nghiệp á, thì cái này là cái chuyện nó một đằng là thấy cho nên sợ, mà cái thấy sợ đó quá nhỏ nhoi mà người ta lại sợ. Một đằng không thấy mà không sợ là bởi vì không thấy, nhưng mà nó lại gấp trăm ngàn lần cái thấy trước mắt. Cái lý luận này rất là hay. Nếu thực sự họ tưởng tượng rằng có địa ngục mà họ đọa lạc thì ai mà dám làm ác không? Nghĩ sợ địa ngục không làm ác tu, nghĩ mình gần chết tu thì không tinh tấn cũng tinh tấn, chỉ trường hợp họ không nghĩ thôi. Mấy anh em chiêm nghiệm cái điều của tổ nói, ngành vì tổ nói thì không có sai chạy đi đâu được hết rồi. Nhưng nếu hàng ngày mà mình suy nghĩ được điều này thì cái chuyện phi lễ nó làm gì có chỗ chen chân, thỉnh thoảng nó chớp lên cái nó mất thôi, nó không có chủ động chiếm ưu thế nó dắt mình đi làm bậy đó. Thấy lợi ích hợp pháp không? Quá lợi ích, thấy không? Đó. Thì mới hồi sáng hôm nay ra thắp nhang xung quanh, mỗi lần buổi sáng là đầu tiên bước ra là đài Tam Thánh thắp nhang, xong rồi mới bước qua động của Quan Âm, qua động Địa Tạng, rồi qua Tam Thánh trước thất, rồi mới đi tới động Ngài Di Lặc, rồi vô trong cái động lớn là Ngài Thiên Thủ, rồi Thế Chí, rồi Bồ Tát Đại Thế Chí, Phật Thích Ca, rồi Bồ Tát Quan Âm là chín cái nhang. Bắt đầu vô trong động. Sáng tối như vậy thì vừa bước lên tới cái đài Tam Thánh thì nghe Ngài nói từ cái động vọng ra, Thầy Tánh đọc là Ngài nói trong tam giới là dục giới là cõi mình, sắc giới cõi trời, và xô sắc giới là cõi trời cao hơn nữa, không đâu là không phải quán trọ. Tam giới, câu rất rất là khúc chiết mà gãy gọn. Tam giới không đâu là không phải là quán trọ. Tam giới không đâu không phải là quán trọ. Người ở trong tam giới không ai không phải là kẻ cùng tử. Không ai không không phải là kẻ cùng tử đối thiếu. Dầu cho bạn ở trong tam giới là cõi trời, là cõi người, là tỷ phú, vẫn là đối pháp, vẫn là thiếu từ bi hỷ xả, vẫn là đức tánh bị che lấp, vẫn là kẻ cùng tử. Đã là cùng tử thì là phải là khổ chứ làm sao sướng được. Làm cái kiểu gì ở trong cõi này cũng là con chó ghẻ. Dầu cho cái áo che ghẻ nó đẹp hơn chút thôi. Dầu cho có nhà có tiền ngon hơn cái người mà không có nhà không có tiền đi ăn xin, nhưng mà trong tâm nó vẫn là phiền não, vẫn là áo che ghẻ.
Nhưng mà về tới Tây Phương Cực Lạc rồi đó thì người còn phiền não là còn ghẻ, nhưng mà không có ngứa, không có khổ. Bữa con thầy ông nói, ông học tiến sĩ, ông về ông kêu tôi nói với ông thầy nhàn rồi, con chó ghẻ thì nó leo lên gác nó cũng ghẻ, mà nó ở dưới gác nó cũng ghẻ. Thì ông ví dụ cái gác là cực lạc á, con chó ghẻ là phàm phu mình nè, mà leo lên gác là về cực lạc, ghẻ cũng vẫn khổ. Nói nó không có hợp lý. Khi con người bắt đầu về cực lạc, họ vô trong liên thai, họ hàm dưỡng ở trong đó. Những con người ở cõi này người ta niệm Phật 1 năm, 2 năm, 10 năm là còn phiền não mà không làm họ khổ, họ an vui. Họ vô trong cái sự tịch tỉnh của sự an lạc. Chỉ có người niệm Phật mới biết được người ta còn hết khổ rồi. Khổ, khổ là có vọng tưởng đó mà không làm cho họ khổ. Huống hồ chứ họ về cực lạc. Họ ví dụ họ nói về cực lạc còn kiến hoặc tư hoặc về phàm thánh đồng cư độ vẫn còn khổ, bởi vì con chó ghẻ nó lên gác nó cũng ghẻ. Con người phàm phu về cực lạc cũng là khổ, không phải. Nói vậy sai với cái lời nguyện của Phật rồi. Học chưa tới nơi mà tiến sĩ mà nói vậy đó, chết không? Cho nên làm sao mà họ tin câu Phật hiệu họ niệm. Người này đi xuất gia là vô ích quá trời luôn. Ở ngoài cư sĩ đôi khi họ còn gặp được pháp sư, giảng sư nói về niệm Phật, họ còn niệm nó đỡ hơn là họ đi tu. Không, chúng tôi không phải hỷ bán chư tăng quá đáng, nhưng mà quá đáng. Không quá đáng chứ mà đúng là quá đáng luôn. Người ta đang niệm Phật nói vậy là ai còn niệm Phật được nữa. Mình không niệm Phật được thì mình im cái miệng mình đi, không có nghiên cứu về Phật học, về pháp môn tịnh độ, mà cuối cùng lại nói pháp môn tịnh độ ví von một cách ngộ nghĩnh, si dài thế, nguy hiểm vô cùng. Thấy không? Ấn Tổ nói 10 ngày mà niệm danh hiệu Phật, dùng cái tâm không nhiễm mấy trần là người ta thấy tâm thủy trong lặng, là người ta dám bảo đảm là an lạc rồi đó. Còn vọng tưởng mà không làm gì họ rồi đó. Chỉ trường hợp họ bỏ câu Phật hiệu thôi. Vọng tưởng nó đâu có chủ động được. Khi mình chủ động câu Phật hiệu thì làm sao vọng tưởng nó lẫy lừng, nó làm mình khổ được. Người niệm Phật họ nhẹ nhàng, ờ được cũng được, không được cũng không sao. Còn người không niệm Phật không được là có chuyện à. Họ làm mình làm mấy họ dữ dội à. Họ muốn cái chuyện đó không được là chết với họ. Thì cái chuyện đó là vọng tưởng lừng lẫy rồi. Người niệm Phật họ sao cũng được, kệ tới đâu tới, miễn sao đừng bỏ câu Phật hiệu là được. Thấy không? Nhiều người họ không được, họ không mặt mày luôn tìm nhem như con chuột con mèo ướt á, họ khóc rồi họ làm dữ lắm. Thì người này gọi là tập khí lừng lẫy, tình chấp sâu nặng. Ai có tự hiểu nha. Thiệt á, cái này tự mình hại mình thôi. Chả có phải hay ho gì đâu. Đừng có giữ cái này, không có hay ho gì đâu. Thấy không? Có nhiều người chúng tôi thấy thì không ổn. Ví dụ mình giao cho họ một chuyện nhỏ đi. Cái chuyện nhỏ tắt đèn thôi. Ví dụ vậy mà. Những chuyện nhỏ thôi giao cho họ, để ý coi thử coi họ làm không được. Thì người này không thể nào giao việc lớn. Cái việc nhỏ họ làm không được. Mà thường mấy cái người mà xem thường việc nhỏ nha, họ không làm á, thì người này không thể làm việc lớn được. Đừng có nói tôi chỉ làm việc lớn ha. Tôi đi làm cho kinh sách tặng lên mạng, làm cái chuyện mà dạy đệ tử quy, tôi làm cái chuyện mà coi như là lớn thôi. Ba chuyện nhỏ tắt đèn, chuyện con nít, nói chuyện đó cần gì. Thì chính người này thất bại. Và cái người mà người ta nhìn xa trông rộng thì không dám giao việc lớn cho người này. Chuyện nhỏ làm không xong rồi làm chuyện lớn. Rồi rầy họ một chút, họ nhắc họ một chút, họ sám hối qua điện thoại là xong. Ừ, con có chuyện đó con sai rồi xong. Gặp họ kêu sám hối cái xong. Xong không? Không xong đâu. Mất điểm. Mất điểm với cái người đi trước rồi, với người bề trên rồi. Âm điểm luôn chứ không phải mất nữa. Không, sự thật như vậy. Sống với nhau là ăn chung cái chỗ là có niềm tin với nhau hay không, tôn trọng chân thật vâng lời hay không thôi. Chứ đâu phải ngoài mặt là mình cung kính rồi thì mình đổi mũ mặc áo đắp y vô rồi là hình thức cung kính đó. Ấn Tổ nói cái chuyện đó giống như là đóng phim đóng kịch thôi, không quan trọng đâu, phải phát xuất từ nội tâm. Anh em ai có thì tự hiểu. Có cái câu này đại chúng ghi vô hay. Hôm nay có thời gian không có đi làm gì nhiều cho nên có những câu coi như là bất hủ lắm. Tri túc thường lạc. Cái chỗ này hôm bữa ghi này ha. Tri túc thường lạc là biết đủ thường vui,
Đây cũng là một ý với hai câu thơ của Nguyễn Công Trứ trong bài Chữ Nhàn. Câu này đáng ghi: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Dịch nghĩa là biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Những vị này thâm sâu không? Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn bao giờ nhàn hả nhàn. Không có hả nhàn trong đây nghe. Không. Tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Cái gì nó hay hay là có chữ nhàn trong này. Biết đủ là đủ, đợi đủ bao giờ mới đủ. Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn bao giờ mới nhàn hả nhàn. Không có hả nhàn này nha. Hả nhàn nói cho vui vậy thôi. À, hồi xưa mà cái thời mà các vị quan họ làm trong triều một thời gian, họ biết đủ rồi, họ không có tham ô. Nhất là họ thường Tịnh Không hay nhắc đến ông Phạm Lãi. Ông là một vị quan tướng lãnh giỏi, giúp cho ông Ngô Việt Vương, là ông vua Việt nước Ngô thời Trung Quốc, là đánh thắng nước Sở. Khi mà xong công việc đánh thắng rồi là ông không có ở đó để hưởng vật chất với vua Việt. Ông kêu vua Việt là một cái tướng là thời chiến sống chứ thời bình không sống được. Cái ông rút về một cái nơi, ông làm kinh tế, ông sống một đợt sống rất là yên ổn. Buôn bán khoai củ về thức ăn ẩm thực, về rau củ. Thì ông giàu có rồi ông mới đi một nước khác, người ta phát hiện biết ông là tướng giỏi, ông đi nước khác rồi bắt đầu là ông cho hết sạch của cải nước đó. Thì tụ tài và tán tài ba lần là ông Phạm Lãi. Họ thường Tịnh Không nói nếu muốn thờ thần tài là phải thờ ông Phạm Lãi. Ông đưa ra 16 cái chiến lược của con người làm ăn thành công rất hay. Chứ ông thần tài thì là một cái tên để mà mình nói lên thôi, chứ ông không có nguồn sử liệu gốc gác. Mà gốc gác sử liệu của ông Phạm Lãi là người thần tài. Muốn có tài, muốn làm thần tài thì phải biết cho vô và biết cho ra. Cho ra một cách không có điều kiện và thoải mái bố thí tặng. Và ông Phạm Lãi này làm ăn có rồi cho hết, làm ăn có rồi cho hết, làm ăn có là cho hết. Ba lần gọi là tụ tài và tán tài ông Phạm Lãi. Thì cái lúc mà ông biết đủ rồi thì ông lui liền về một cái căn cứ yên ổn. Cái người biết đủ, người ta giàu có rồi bắt đầu người ta khoanh vùng gói gọn chiến trường, người ta an dưỡng hưởng nhàn. Thì ngay lúc đó là nhàn liền. Còn muốn nhàn mà không biết đủ thì không bao giờ nhàn được. Cái chữ nhàn, cái chữ nhàn tiếng Hán nó chiết tự hay lắm. Bên ngoài là cái bộ môn, là cái cửa, ở trong đó có cái chữ nguyệt là trăng. Người ngồi ngay cửa nhìn ra ánh trăng gọi là nhàn. Nhìn ánh trăng thấy trăng không? Hà thấy vậy. Hà thấy giờ mình đang bị thua lỗ, mình đang bị khổ đau, mình đang bị gặp dùi dập, mình đang bị thiếu thốn, mình đang bị coi như là gặp nhiều chướng ngại, thì ngồi cửa sổ nhìn ra thấy trăng thì giống như là hàng bạc tử ngay. Hả không hả? Hàng bạc tử là gì? Ai mua trăng tôi bán trăng cho, không bán tình duyên ước hẹn hò. Khi gặp mộng cầm cái là thương mộng cầm quá, nói là tình duyên giữa hàng bạc tử với mộng cầm là không thể bán được, nhưng trăng thì bán được, bởi vì trăng không có cái gì là của mình hết, thôi ai mua bán trăng luôn cũng được. Trăng nó bình thường quá, không quý trăng đâu, bởi vì đang quý mộng cầm mà. Hiểu chỗ nào? Lâu lâu nói thơ hàng bạc tử nghe một tiếng à. Cái câu này nó hay. Nếu ai mua trăng thì ổng bán liền. Bởi vì trăng này nó không có ý nghĩa, nó không có phải là chữ nhàn, nó không phải là thanh thản khi uống trà ngắm trăng. Nhưng mà mộng cầm mua được à. Không bán tình duyên ước hẹn hò với mộng cầm đâu. Những cái gì không cần thiết với mình á, thì mình bán rất là dễ. Nhưng mà cái gì cần thiết với mình, kỷ niệm là không bán được. Đó là tình chấp.
đúng không? Đó, Tánh nghe câu này cũng cười cười, không biết cái trước cũng dạy học ngoài không có tình duyên ước hẹn hò với cô nàng nào không? Chắc không có cho nên ông vô ông tu. Đó. Cho nên thành ra người biết nhàn là người biết đủ, người biết đủ là người hưởng nhàn, người không biết đủ là người không hưởng nhàn được. Cái câu này rất là hay ha. Rồi. Thiểu dục tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Có mấy câu đặc biệt không? Thiểu dục tri túc là thường hưởng sự vui, chân thường vô lậu. Thiểu dục tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Cái người mà họ xuất gia rồi là họ không còn bị dính mắc những cái cầu tham lam vật chất của cải nữa. Và cho đến họ tham cầu về cái chuyện để mong chứng đắc cũng không còn nữa. Tu vô tu tu, chứng vô chứng, chứng đắc vô đắc đắc, hành vô hành hành. Thì vô cầu, cầu lại được. Bữa mấy anh em ghi câu này, hữu cầu, cầu không được đúng không? Hữu cầu là tâm vọng tưởng rồi. Chúng tôi có một cái cầu thần chú: vô cầu, cầu lại được. Cứ chân thật niệm Phật, miệng niệm tai nghe, tâm nhớ tưởng, và lâu ngày chày tháng thì không cầu nhất tâm tự được nhất tâm, không cầu tâm bụi là được tâm bụi, không cầu thấy thắng cảnh mà lại xuất hiện thắng cảnh, mà thấy thắng cảnh rồi cũng không chấp vào thắng cảnh nữa. Nếu thấy thắng cảnh mà chấp vào thắng cảnh thì bèn bị ma dựa. Cho nên thành ra ngài Liên Trì có một người đệ tử tu ở trên núi thành công và đón được trời mưa trời nắng, đón được lòng dạ con người, thì khi viết thư, khi mà ngài Liên Trì biết được thì ngài viết thư, ngài quở liền, ngài kêu ông đã lớp vào trong lưới lọc của ma rồi. Bởi vì khi mà ông thấy thắng cảnh mà ông cho là thắng cảnh thì ông vướng vào thắng cảnh, dầu cho cảnh đó là cảnh Phật ông cũng bị chướng ngại. Cảnh đó là từ trong tâm ông lưu xuất ra, mà ông chấp bên ngoài cảnh là bị ma dựa. Hay vô cùng, các vị đi trước họ biết hết rồi. Cho nên người mà chứng về tam quả thì phải tiếp tục tu nữa thì nó mới chứng được tứ quả. Người chứng được ngũ thông phải xả ngũ thông, là thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, túc mạng, thần túc thông, cũng phải xả ngũ thông rồi mới chứng được lậu tam thông. Ghê không? Cảnh giới này không phải là chuyện đơn giản, nếu không học thì đâu có biết được. Ngày mới dạy cái ông đó, ông nói ông nghèo quá, bần cùng quá, ông đi tìm cái chỗ tu đạo, thì ngài mới dạy cái chỗ này hay lắm nè. Đại chúng nghe: lại đừng nói nhà mình bằng hàng, chẳng thể rộng tích âm đức, rộng hành phương tiện, phải biết ba nghiệp thân miệng ý, điều ác thì không ác nào lớn hơn. Nếu như ba nghiệp điều thiện thì không gì tốt lành hơn. Cái chỗ này nó hay quá. Ông đó ông than, ông nghèo quá, ông làm sao ông có tiền, ông bố thí cúng dường. Thì ngài mới nói nếu người đó bố thí cúng dường mà ba nghiệp họ là ác, ba nghiệp họ là ác, thân của họ tặng tiền của cải vật chất cho người khác làm phước thiện có ý mua đồ, thì họ làm thiện đó mà do thân khổ ý họ ác. Cho nên họ làm những cái điều tốt đó, họ có tiền bạc, họ bố thí cúng dường, nhưng mà từ nơi thân miệng ý họ là xấu, họ làm họ có mưu đồ hết luôn. Còn ba nghiệp là thiện thì làm việc gì nhỏ nhặt cũng là thiện luôn. Cho nên quan trọng cái gốc là tâm ông có thiện hay không, chứ ông đừng có nói ông có vật chất hay không có vật chất. Nếu ông không có vật chất, ông chỉ làm bố thí nội tài, tới chùa quét cọn rác thôi, nấu ăn phụ khiên ghế thôi, mà làm bằng cái tâm ba la mật, bằng cái tâm là thiện ý, thiện ngôn và thiện hạnh của ông, thì làm sao ông không có công đức. Còn cái người đó họ thấy là họ có lộc, có phước đầy đủ của cải vật chất, ông nghĩ như vậy là bố thí có phước à? Chưa chắc, bởi vì tâm người đó ác, thấy không? Tuy là họ làm là thấy là thiện, nhưng mà bên trong là có ý mua đồ là ác rồi đấy. Ghèo, thấy cái lời của tổ sâu sắc không? Rồi, mình phải giảng trạch ra mới hiểu đó. Ông kia ông nghe cái lẩu ngộ liền: nay là pháp nhược ma cường, muốn hộ trì Phật pháp thì ở ngoài đời dễ hơn, làm tăng sẽ khó. Nếu các hạ nghiêm trì năm giới, chuyên niệm A Di Đà, khắc kỷ giữ lễ, lời nói tương xứng với hành vi, sau
đấy lại rộng khuyên hóa, chỉ dạy nhầm lợi khắp quần sanh. Đừng cậy mình làm thầy mà tự cao, chẳng được nhận tiền tài để hưởng thọ. Ở nhà thì chỉ dạy cho cả nhà, ra đại chúng bèn vì đại chúng trình bày rõ, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ đức mà mình tin theo lời mình. Đấy mới gọi là thân đã chánh thì chẳng ra lệnh mà người hành theo. Lấy thân mình làm gương, hễ gió thổi qua là cỏ phải rạp xuống. Nay tôi viết câu liễn gửi cho ông như sau: xã Tây Phương tiệp kính củ giới chúng sanh, thượng hà dĩ viên thành Phật đạo, ly tịnh độ pháp môn thập phương chư Phật, bất năng phổ độ quần manh. Bỏ đường tắt Tây Phương củ giới chúng sanh, dùng chi viên thành Phật đạo, rời cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Cái đây là cái câu liễn mà mọi người nghe vô là thấy kính ngưỡng. Chính giới là từ địa ngục đến Bồ Tát, bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác, mười phương chư Phật rời cửa màu tịnh độ, khó độ khắp hồng mê. Câu này hình như là chính giới đồng quy về, mười phương chư Phật đồng khen ngợi, ngàn kinh đều xiển dương pháp môn tịnh độ, muôn luận đều tiên nói. Ai mà tỳ hỷ tu và giới thiệu thì chúng ta nói công đức không thể nghĩ bàn. Chư Phật phải hộ trì tán thán người này, vì người này dám ở trong sanh tử mà tu pháp môn này, người này dám trong ngũ trược mà dám phổ biến pháp môn này. Vậy thôi, hôm nay thời gian thì đến đây đúng 1 tiếng đồng hồ rồi, còn nhiều cái điều nhưng hôm qua, nhưng mà ngày mai đó thì sẽ nói đến cái việc đó là trợ niệm lâm chung, chỗ này quan trọng. Nghe nói có những người hàng ngày tu tập rất là tốt, coi như là họ niệm có phần tương ưng và rất là tốt, những thắng cảnh xuất hiện luôn, là cảnh giới Phật xuất hiện, nhưng lúc lâm chung họ bị quyến thuộc làm cho họ coi như là nhục nhằn. Mới vừa bắt đầu hộ niệm chưa ra đi đã khóc lóc, làm họ giữ chánh niệm không được. Và lúc vừa tắt thở là họ đã kêu mọi người tới niệm rồi, đau đớn nhọc nhằn họ mất phần chánh niệm. Còn những người họ niệm chưa tương ưng, chưa thành phiến, mà lúc lâm chung gia đình hỗ trợ cho họ và họ mười niệm họ vãng sanh. Cái chỗ này quan trọng về cái việc hộ niệm, chúng tôi ngày mai sẽ nhắc đến chỗ này. Thôi nghỉ ha, hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thế tục đọc sách tuyệt không kính nể, sáng dậy chẳng buồn rửa ráy súc miệng, đi tiêu xong chẳng thèm gột rửa, hoặc còn bỏ sách nơi giường ghế, hoặc làm gối lót đầu để đêm ngủ đọc luôn, bỏ chung với đồ lót áo quần. Sách nào đặt trên bàn để đọc thì bỏ lẫn lộn với các vật khác, xem lời thánh hiền như mơ giấy cũ nát, hoàn toàn không có ý chăm chút, không mảy may kính trọng. Thậm chí những sách cội chơi của phụ nữ, những nhà thư hương đều là kinh truyền. Tội tớ những nhà giàu có lau chùi đồ đạc đều dùng những tờ giấy có in chép văn chương. Bảo thứ kinh nhờn khó lòng thuộc tỉ mỉ, thói tệ tích tập đã lâu quen mắt chẳng quan tâm đến. Nếu chẳng chỉ rõ họa phước, chắc chắn khó tránh lỗi kinh nhờn. Chưa được ít gì đã mắc lỗi lớn trước, thương những kẻ vô tri ấy nên phải chỉ dạy trước. Một pháp niệm Phật thật rất giản dị, rất rộng, rất lớn, nhưng phải khẩn thiết chí thành đến cùng cực mới hồng cảm ứng đạo giao, được lợi ích thật sự ngay trong đời này. Nếu lười nhác biến trễ, không mảy may kính nể, dù gieo được viện nhân vẫn mắc tội khinh nhường, chẳng thể tưởng tượng nổi. May ra được sinh vào cõi trời cõi người, quyết khó lòng cao dự hải hội. Đối với tượng Phật nên tượng như Đức Phật thật, chẳng được coi giống như
gỗ, đất, đồng, sắt, vân vân. Kinh điển là thầy của tam thế chư Phật, là pháp thân xá lợi của Như Lai, cũng nên xem như Đức Phật thật sự, chẳng được coi như giấy mực. Lúc đối trước kinh tượng, hãy nên như chúng thần thờ Thánh Chúa, giữ con hiếu độc dĩ chúc. Làm được như thế, không nghiệp chướng nào chẳng tiêu, không phước huệ nào chẳng đủ. Hiện tại, hàng sĩ đại phu học Phật rất nhiều, nhưng đa số chỉ đọc kinh văn, hiểu ý nghĩa, dùng đó để phổ phán ngoài miệng, hồng được tiếng là bậc thông gia mà thôi. Còn như cung kính, chí thành, ý giáo tu trì, thật khó có được một ai. Tôi thường nói, muốn hưởng lợi ích thật sự từ Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính sẽ tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính sẽ tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính đến nỗi khinh mạng, thì tội nghiệp càng tăng, phước huệ càng giảm. Buồn thay, nói đến thành, nói đến cung kính, lời lẽ ấy cả thế gian đều biết, nhưng đạo lý này cả thế gian đều mê muội. Ông ít nọ do tội nghiệp sâu nặng, mong tội nghiệp tiêu trừ để báo ân Phật, thường tìm cầu những khuôn mẫu tu trì tốt đẹp của cổ đức. Nhờ đó ông biết rằng thành và cung kính thật là bí quyết cực diệu để siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Vì thế ông thường cùng kẻ hữu duyên nhắc đi nhắc lại điều này. Đối với việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư để tuyên dương cho đại chúng, thì hãy đọc kinh văn trước, tiếp đó xem các chú sơ. Nếu tinh thần chẳng sung túc, kiến giải chẳng hơn người, chớ có mất công nhọc nhằn tâm lực uổng phí năm tháng. Nếu muốn tùy phần được lợi ích thật sự, phải chí thành khẩn thiết thanh tịnh tam nghiệp, hoặc trước hết phải đoan tọa chốc lát lắng định thân tâm, rồi mới lễ Phật đọc rã tiếng, hoặc chỉ im lặng xem, hoặc lễ Phật xong đoan tọa chốc lát sau đó mới mở kinh ra xem. Cũng phải thân đoan nghiêm, ngồi ngay ngắn như đối trước thánh dung, đích thân lắng nghe viên âm, chẳng dám manh nha một niềm biến nhát, chẳng dám khởi một niềm phân biệt. Đọc một loạt từ đầu đến cuối, dù là văn hay nghĩa, đều nhất loạt, chẳng dùng lý lẽ để hiểu. Đọc kinh như thế, người lợi căn đối với mỗi mỗi không lý sẽ lãnh ngộ được chứng pháp thật tướng. Còn kẻ căn cơ động kém cũng tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ. Lục Tổ nói, chỉ xem kinh Kim Cang liền có thể minh tâm kiến tánh, là nói về cách xem kinh như trên đây. Cho nên bảo là đảng tức chỉ. Kinh Đại Thừa đều có công năng minh tâm kiến tánh, chứ nào phải mình kinh Kim Cang. Nếu cứ một mực phân biệt câu này nghĩa như thế nào, đoạn này nghĩa là gì, thì toàn là thuộc về phàm tình vọng tưởng, xét đoán suy lường, làm sao ngầm phù hợp với ý Phật, lãnh ngộ trọn vẹn ý kinh. Những đó nghiệp chướng tiêu diệt, phước huệ tăng cao cho được. Nếu biết cung kính thì còn gieo được chút thiện căn. Nếu cứ làm giống hệt như cách đọc sách nho của kẻ học rồng, sẽ thành hạng người vướng phải tội khinh nhờn, sừng sững như non, thâm thẳm như vật, dùng nhân lành chịu lấy quả ác vậy. Cổ nhân chuyên trọng nghe kinh vì tâm chẳng thể khởi phân biệt, như có người đọc kinh ra tiếng, một người khác ở cạnh giúp tâm lắng nghe mỗi chữ mỗi câu cho thật phân minh. Tâm kẻ ấy chuyên chú, chẳng dám dương theo hết thảy thanh sắc bên ngoài. Nếu chỉ hợi phong túng liền bị đoạn tuyệt ngay, chẳng quán thông nổi văn nghĩa. Người tụng có kinh văn để nương theo, chẳng phải dốc trọn tâm, nhưng cũng phải tụng cho rõ ràng, vì người nghe chỉ nhờ vào tiếng tụng.
Nếu người tụng phóng túng một chút, liền thành đức đoạn. Nếu nghe được như thế, công đức bằng với công đức của người chí thành cung kính tụng. Nếu người tụng chỉ thiếu cung kính đôi chút, thì công đức khó bằng nổi kẻ nghe. Người đời nay xem kinh Phật như giấy cũ, trên án kinh để lựng các tạp vật, cầm lấy kinh chẳng rửa tay, miệng chẳng súc sạch, lắc lư thân mình, giở chân, rung đùi, thậm chí phóng thí, gãi chân, buông lung hết thảy, chẳng kiêng sợ gì. Còn hồng xem kinh để được phước tiêu tội. Chỉ có hạng Ma Vương muốn diệt Phật Pháp là tán thắng, cho là hoạt bát viên dung, là phù hợp sâu xa với diệu đạo không chấp trước của Đại Thừa. Hàng Phật tử chân thật tu hành trông thấy cảnh ấy chỉ còn biết đau xót thầm, nước mắt đầm đìa, than thở ma quyến hoành hành, chẳng biết làm sao. Ngài Chí Giả tụng kinh hoặc nhiên đại ngộ, lặng lẽ nhập định, nào phải do tâm phân biệt mà được đâu. Một vị cổ đức chép kinh Pháp Hoa, nhất tâm chuyên chú liên đạt niệm cực tình vong, cho đến lúc trời tối mịt vẫn chép kinh như thường. Thì giả vào hỏi: trời đã tối mịt sao vẫn còn chép? Ngài liền xòe tay ra, chẳng trông thấy lòng bàn tay. Xem kinh như thế là cũng chuyên tâm dốc trí, giống như thâm thiền kháng thoại đầu, trì chú niệm Phật. Do dụng lực lâu ngày sẽ có một ngày được hoắc nhiên quán thông. Minh Tuyết Kiều tính thiền sư, người ở phủ thành Ninh Ba, không biết chữ, trung niên xuất gia, tận lực khổ công tham cứu, nhận được những việc người khác chẳng thấy nhận, làm được việc người khác chẳng thấy làm. Khổ hạnh của ngài người khác khó đạt được. Lâu ngày đại triệt đại ngộ, miệng nói ra điều gì điều khéo léo khế hợp cùng thiền cơ. Tuy chẳng biết chữ, chẳng viết được, nhưng lâu ngày ngài liền biết chữ. Lâu sau ngài còn tung hoành ngọn bút, nghiễm nhiên trở thành một bậc đại thư pháp. Những sự lợi ích này đều là từ chẳng phân biệt, chuyên tinh thăm cứu mà có. Người xem kinh cũng nên lấy đó làm gương. Lúc xem kinh tuyệt đối chẳng được khởi tâm phân biệt, thì tự nhiên vọng tưởng phải tìm phục thiên chân phát hiện. Nếu muốn nghiên cứu nghị lý hoặc dở xem các chú sớ, hãy dành một thời gian khác để chuyên nghiên cứu. Trong lúc nghiên cứu tuy chẳng nghiêm túc như lúc xem kinh, cũng chẳng được hoàn toàn không cung kính. Bất quá so với lúc xem kinh thư thái hơn một chút. Nghiệp chưa thể tiêu, chí chưa thể rằng, thì phải lấy việc xem kinh làm chính, việc nghiên cứu chỉ đại lược kèm theo. Nếu không, suốt ngày quanh năm chỉ lo nghiên cứu, dù nghiên cứu đến mức như vẹt mây thấy mặt trăng, mở cửa thấy núi, cùng chi là bằng suốt ngoài miệng, chẳng hề can hệ mảy may đến thân tâm tánh mạng sanh tử chi cả. Ngày 30 tháng chạp xảy đến chẳng dùng được mảy may. Nếu có thể xem kinh theo như cách trên vừa nói, ắt sẽ nghiệp tiêu, chí rằng ba thứ tình kiến sẽ chưa về, chốn quê hương chẳng hề tồn tại, ý nói sẽ biến mất không tâm tích. Nếu chẳng xem kinh được như thế, chẳng những ba thứ tình kiến chưa chắc chẳng sanh, còn e do sức túc nghiệp tà kiến sẽ phát khởi, bác không nhân quả, và các thứ phiền não giết trộm dâm dối sẽ nối tiếp nhau nổi dậy như lửa cháy hừng hực. Nhưng vẫn cứ cho mình là người hành đại thừa, hết thảy vô ngại. Lại còn vinh vào câu nói: tâm bình nào phải nhọc công giữ giới, của lục tổ, để cho rằng phá hết các giới mà chẳng phá mới thật sự là trì giới. Thật là tu hành khó đạt chân pháp vậy. Sở dĩ chư Phật chư tổ chủ trương tịnh độ là để nhờ vào Phật tự lực chế phục nghiệp lực, chẳng cho chúng phát hiện.
Vì thế nên lấy niệm Phật làm chánh, xem kinh làm trợ hành. Đức Như Lai đã diệt độ, những cái còn lại chỉ là kinh và tượng. Nếu có tượng bằng đất, gỗ, vàng, tượng vẽ, vân vân là Đức Phật thật, sẽ diệt được nghiệp chướng, phá được phiền hoặc, chứng tám muội, thoát sanh tử. Nếu coi đó chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ, thì tượng cũng chỉ là đất, gỗ, vàng, tranh vẽ mà thôi. Nếu khinh nhờn đất, gỗ, vàng, tranh vẽ chẳng có lỗi gì. Nhưng nếu khinh nhờn tượng Phật bằng đất, gỗ, vàng, tranh vẽ thì tội tày trời. Đọc tụng kinh Phật lời tổ, phải coi như Phật tổ đang hiện diện nói cho ta nghe, chẳng dám móng khởi chút biến nhắc nào. Làm được như vậy, tôi bảo người ấy ắt sẽ cao đăng chính phẩm ngay trong đời này. Nếu không, chỉ là dạo chơi trong pháp môn, bất quá được lợi ích là biết nhiều, thấy nhiều, nói được rành rẽ, chứ chẳng mảy may thọ dụng được lợi ích chân thật chi. Vẫn chỉ là chuyện nghe bên đường, nói bên lề mà thôi. Cổ nhân đối với tam bảo đều dưới lòng tôn kính thật sự, chứ chẳng chỉ bàn bạc ơ hờ rồi thôi. Người đời nay miệng còn chẳng buồn bàn đến một chữ, huống là thực hành ư? Ấn Quang thấy những người chích máu chép kinh gần đây chỉ là tạo nghiệp vì chọn chẳng cung kính. Mỗi lần chích máu liền chích rất nhiều, vào tiết xuân thu qua 2-3 ngày máu liền hư thối, mùa hạ để nửa ngày máu liền hôi tanh, vẫn cứ dùng để chép. Có người còn đem máu phơi khô, mỗi lần chép liền dùng nước hòa máu khô nghiền ra để chép, lại còn chép lụm thùm chẳng cung kính mảy may. Đúng là trò trẻ con đùa giỡn, chẳng phải là dùng máu để biểu lộ lòng chí thành, mà chỉ là chích máu chép kinh để đoạt cái danh mình là người chân thật tu hành thôi. Chép kinh chẳng giống như viết tự bình, chủ yếu là dốc tinh thần vào, chứ chẳng cần xin khéo. Chép kinh nên như tiến sĩ chép sách, mỗi một nét bút chẳng được cẩu thả viết tắt, dạng chữ dùng phải là dạng chánh thức. Nếu tòa hạ viết theo thể loại viết chắc là không được. Xưa nay người ta hay dùng các thể loại hành thư hay thảo thư để chép kinh, quan tôi tuyệt đối chẳng tán thành. Người đời nay chép kinh mặc xuất ngụy bút, thật chẳng phải là chép kinh, chỉ là mượn dịp để luyện chữ, đồng thời lưu lại bút tích cho hậu thế đó thôi. Chép kinh như thế không phải là hoàn toàn vô ích, nhưng chẳng qua chỉ tạo thành cá nhân đắc đầu trong đời tương lai, mà cái tội khinh nhờn cũng chẳng nhỏ nhặt gì. Nếu đối với pháp môn tịnh độ chẳng thể dốc hết một lòng quyết chí tu trì, đối với việc tuân giữ lòng thành kính khắc kỷ giữ lễ, cứ muốn cho là chẳng muốn chấp trước, hòng khéo chế đầy những thứ sơ sài tán loạn phóng dật, thì những lợi ích ngài đạt được chẳng giống với cái hiểu biết từ chỗ thấy hiểu kém cỏi của quan tôi. Những điều khác trong bộ văn sao tập nhạp của quan đã nói đủ cả, nên chẳng dông dài nữa. Đối với việc xem kinh, chỉ có cung kính mới được lợi ích thật sự. Nếu chẳng cung kính, dù có được lợi ích thì lợi ích ấy chẳng qua là nương theo kinh văn hiểu ý nghĩa, chứ nghiệp tiêu chí rằng thầm ngộ tự tâm chọn chẳng thể cầu may như thế được. Huống hồ còn đeo cái lỗi khinh nhờn chẳng thể nói hết nổi được. Đây chính là bệnh chung của cả thế gian, thật là buồn đau khóc hận, thở dài sương sực vậy. Chi thức gửi vải trắng cho biết đến năm nhâm ngọ sẽ in, điều này tội lỗi đến mức cùng cực, bởi lẽ đã sử dụng danh hiệu Bồ Tát một cách điếm nhục khinh nhờn đến mức cùng tột. Huống hồ có nơi còn khinh miệt ngồi lên nữa. Năm Quan Tự thứ 20, tôi từng thấy một lần
ở Phú Đà, năm 21 ở chùa A Dục Vương, lại thấy. Tôi lấy làm lạ, than cùng điện chủ điện xá lời. Ông bảo đấy là phong tục của vùng Ninh Ba. Tôi tự thẹn mình không có sức để ngăn ngừa thói tục xấu ác này. Nếu như quan tôi là chủ nhân một phương, ắt sẽ đến nơi thanh minh lỗi hại của việc này, ngõ hầu những người có tính tâm chỉ được lợi ích chẳng mắc điều tổn hại ấy. Tăng tục ngày nay dở xem kinh Phật chẳng may may cung kính, bao thứ khinh nhờn khó thể thuật tỉ mỉ từng thứ. Thói quen lưu hành đã lâu coi đó là thuận mắt, những điều khinh nhờn khó bề kể hết. Coi pháp ngôn của Như Lai như giấy cụ rách nát, đừng nói chi kẻ chẳng biết chỉ thú của kinh chọn không lợi ích. Ngay cả những người hiểu sâu xa nghĩa kinh cùng chi là tám muội nơi cửa miệng tỏa sáng ngoài mặt, như kẻ đói kể chuyện ăn, như người nghèo đếm của báu, tuy có công nghiên cứu tuyệt không được ích lợi thật chứng. Huống hồ cái tội khinh nhờn đã ngập cả trời, nên thời hạn thọ khổ phải đâu chỉ hết kiếp. Tuy là nhân lành chiêu cảm ngược thành ác quả, dù có thành cá nhân đắc độ cho tương lai, khó tránh nhiều kiếp chịu đủ các khổ. Đem tấm lòng ấp ủ thảm thương này dám bày tỏ những điều rơm rác, để mong ai nấy vâng làm theo lời Phật, ngõ hầu chi được lợi ích chẳng bị tổn hại. Đạo của thánh hiền chỉ là thành và minh, thánh cuồng phân biệt chỉ trong một niềm. Chẳng niệm thánh ắt biến thành cuồng, khắc chế cuồng niệm bèn chớ thành thánh. Lẽ nắm buông được mất ví như thuyền chèo ngược nước, chẳng tiến phải lùi, chẳng thể chẳng gắng sức chống chọi mà lơi lỏng chút nào. Phải biết rằng một chữ thành, thánh lẫn phàm cùng có một chân tâm hệt như nhau chẳng khác. Một chữ minh phải luôn giữ gìn xem xét là cách để đặt đạo từ phàm chí thánh. Những trong địa vị phàm phu, trong những sinh hoạt hàng ngày muôn cảnh chen nhau chẳng nhận biết, soi xét một cảnh sẽ khó tránh trong chớp mắt liền nảy sanh những tình tưởng cháy lẻ. Tình tưởng ấy đã sanh, chân tâm liền bị vướng mối tệ, nên hành vi nào cũng đều chẳng chung chánh. Nếu chẳng vận dụng một phen công phu thiết thực trừ khử cho sạch thì ngày càng tệ hơn, chẳng biết đã tụt xuống tận đáy. Uổng cho cái tâm làm thánh sẵn có, vĩnh viễn bị chìm đắm trong loài phàm ngu, chẳng đáng buồn sao. Nhưng làm thánh chẳng khó, chỉ là tự làm sáng cái đức sáng của chính mình. Muốn làm sáng cái đức sáng thì phải từ chí chi cách vật mà hạ thủ. Nếu chẳng thể cực lực hiểu rõ trừ khử những mối nhân dục, tức là tham muốn của con người, thì chân chi sẵn có quyết khó thể hiển hiện triệt để được. Dù là trai chủ thịnh pháp hay các sư tác pháp, ai nấy đều kiệt thành tận kính thì lợi ích chẳng thể nói được nổi. Như xuân về khắp cõi đất, thảo mộc đều nảy nở xanh tươi, chẳng sáng vằn vặt dưới trời, sông ngồi thấy đều hiện bóng. Do đó người đương sống sẽ nghiệp tiêu, chí rằng chứng tận phước tăng, tiên vong đều sanh tịnh độ, sở cầu không gì chẳng được tội ý, lại khiến cho oán thân bảo kiếp pháp giới hàm thức, cùng gọi tám bảo ân quang, cùng kết duyên chúng bồ đề. Nếu trái chủ chẳng thành kính thì công đức xuất tiền chỉ hữu hằng, nhưng tội lỗi khinh mạng thì vô cùng. Tăng chúng chẳng thành kính chính là thổi ống bể thành kinh, gói chạy cối thành lễ, lúc tam bảo long thiên giáng lâm cứ xử sự lỗ mãng lượm thồn tắc trách mà không đến nỗi núi tội ngất ngưỡng biện phước cạn khô, sống mắc tai vạ chết bị đầy phạt hả có được chăng. Trích dẫn Ấn Quang Đại Sư Giả Ngôn Lục.
Một pháp kính chính là căn bản để học đạo thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu chẳng trọng lòng kính, giữ lòng thành, dù có sơ ngộ vẫn chẳng thấy được lợi ích thật sự. Hễ rơi vào cuồng huệ, chắc chắn khó thể xử lý viên dung. Thiện chấp lý tánh, chẳng trọng tu trì, tuy thấy lý chẳng lầm, cũng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo cho mấy. Huống chi đã chấp lý phế sự, thì cả lý được ngộ cũng khó thể thích đáng. Do vậy nói, chẳng quý chỗ kiến địa của ông, chỉ quý chỗ ông thực hiện. Đấy chính là cái bẫy sập lớn cho người thông minh trong cả cõi đời. Chẳng mất phải bệnh này mới đáng gọi là thông minh. Nếu không, thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, biến thành hạng người tự lầm lầm người. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư gửi cư sĩ Quách Trang Ngộ. Tôi thường nói, muốn được lỡ thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính, liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may, thì tụng kinh, niệm Phật, tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy lại được nghe Pháp, tu đạo, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh, thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này sẽ có thể cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh, thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vầy. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng. Chỉ có cung kính chí thành mới hoàn toàn đạt được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp. Ngoài ra, tùy theo lòng thành lớn hay nhỏ mà được lợi ích lớn hay nhỏ. Nếu chỉ phô trương màu mè giả dối, hầu sướng mắt khoái tai người khác, thì rất có thể lại phạm tội khinh nhờn. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Trần Trọng Vi. Người thật sự tin tưởng Phật Pháp, thầy hết thảy các vị tăng còn kính lễ, huống gì đối với vị thầy quy y ban đầu ư? Nếu đích thân đến quy y, phải dập đầu mấy chục lượt, quỳ hơn một tiếng đồng hồ. Dẫu nói dễ dãi không thăng tòa, thì cũng phải dập đầu mười mấy lượt. Do xem thư ông lời lẽ khá kiên thành nên bỏ qua, nhưng vẫn phải nói rõ cho ông, chứ không phải mong được ông cung kính, mà là muốn cho ông biết Phật Pháp tôn quý, ngõ hầu ông tự được lợi ích thật sự. Nếu cung kính tượng Đức Phật bằng đất nặng, gỗ khắc như Đức Phật thật, thì liền có thể siêu phàm nhập thánh. Nếu coi là đất gỗ ý như cũ, thì tội ấy chẳng khám nói được. Muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, nên hướng đến sự cung kính mà cầu. Ông có thể hành theo đây, thì lợi ích ấy chỉ có Đức Phật biết được. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Hùng Huệ Dực. Chí thành niệm Phật, lợi ích ấy lớn lắm. Đời có kẻ ngu, chẳng biết vì sao Phật là Phật, thường chấp trích cứng lẽ cung kính, chẳng biết biến thông. Chẳng hạn như ăn mặn thì chẳng dám niệm. Lại như nữ nhân khi có kinh nguyệt hoặc sinh nở bèn chẳng dám niệm. Phải biết ăn chay là tốt nhất, nhưng ăn mặn cũng vẫn niệm được. Có kinh nguyệt thì hãy thường rửa ráy sạch sẽ, đừng dùng tay bẩn chưa rửa chạm vào kinh tượng và thắp hương vân vân. Hãy rửa ráy sạch sẽ thì chẳng ngại gì. Nữ nhân khi sinh nở phải niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát ra tiếng, chắc chắn chẳng đến nỗi bị sanh khó. Dẫu bị sanh khó mà chịu chí thành niệm ngài, cũng chắc chắn sanh ngay. Điều này trước kia quan không nói, sau này nghe rất nhiều người hoặc mấy ngày mới sanh được, hoặc phải mổ,
hoặc do sinh nở mà chết, nên thường nói với hết thảy mọi người: nếu khi sinh nở mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì không ai bị khó sanh. Lúc bình thường ắt phải cung kính, khiết tình, còn lúc sinh nở lõ lồ bất tịnh vốn là chuyện bất đắc dĩ, là chuyện có liên quan đến tánh mạng. Chỉ cần trong tâm chí thành, chẳng cần phải lượng trên hình tướng bề ngoài. Nếu là lúc bình thường, ắt cần phải mũ áo tề chỉnh, tay lẫn mặt đều sạch sẽ thì mới niệm được ra tiếng. Nếu không, chỉ niệm thầm trong tâm thì công đức vẫn giống hệt như vậy. Vì thế, lúc ngủ nghỉ, tắm rửa, tiêu tiểu hoặc đến chỗ không sạch sẽ đều niệm thầm trong tâm. Chỉ khi nữ nhân đang sinh nở thì cần phải niệm ra tiếng, vì niệm trong tâm thì tâm lực yếu, khó thể cảm thông. Nếu lại gắn sức sợ bị thương tổn, vì thế hãy nên niệm ra tiếng: ông đã muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Tông Từ. Tông là chủ, lấy tâm từ bi làm chủ. Để làm chuyện tự lợi lợi tha thì mới không uổng kiếp sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời một cư sĩ ở Du Di: đã biết hổ thẹn sám hối, cớ sao vẫn hành động ý như cũ? Ác chẳng thấy giảm, thiện chẳng thấy tăng vậy. Không có chi khác cả, vì tâm chẳng chí thành vậy. Nếu tâm lấy chí thành làm chủ, lẽ nào biết rồi mà vẫn cố phạm? Biết mà tâm vẫn cố phạm là vì tâm thật ra chẳng có lòng thành khẩn, quyết định đổi lỗi hướng thiện mà ra. Chính ông đã muốn làm hiền nhân, thiện nhân thì tự có thể xa lìa tập khí ác. Kẻ chẳng thể xa lìa tập khí ác là vì tâm chẳng quyết định. Nếu hời hợt, chơi vơi, chần chừ, khinh mạn sẽ khó tránh khỏi quay về đường cũ. Nếu ông chịu sốt sắng tự suy xét tội lỗi của chính mình, cần chi tôi phải nói nhiều, nội hai chữ thông thành đã bao quát sạch cả rồi. Con người nếu tâm không hư ngụy, chắc chắn chẳng đến nỗi không chịu sửa lỗi hướng lành. Ví như ta thật sự biết kẻ nào muốn hại ta, dù hắn có lắm lời ngon lễ ngọt dụ dỗ, chắc chắn ta chẳng để hắn gạt rồi giao phó tánh mạng. Chịu bị lừa chính là kẻ chẳng biết tốt xấu. Đã có kẻ đối đầu lớn lao liên quan đến tánh mạng, sao còn chịu để cho hắn lừa? Đấy gọi là cầu người khác nói ra phương cách mầu nhiệm để bảo vệ thân mạng cho ông, có ích lợi gì đâu. Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng, thư trả lời cư sĩ Kim Ích Bình, lá thư số 2. Hết thảy chúng sanh đều sẵn có tánh đức, nhưng rất ít có tu đức. Nay đã phát tâm học Phật là do từ tánh đức khởi lên tu đức. Tuy có tâm ấy, nhưng nếu chẳng kiệt thành tận kính tu trì thì tu đức chẳng thể tăng trưởng. Tánh đức vẫn bị phiền não ác nghiệp gây chướng ngại như cũ, chẳng thể hiển hiện được. Như mặt trời trong mây, chọn chẳng thấy được tướng sáng. Vì thế phải phấn chấn tinh thần, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà giữ lòng thành. Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, làm các điều lành trong thế gian. Lại phải cạn lòng thành, tột lòng kính, sanh tính phát nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để tu pháp xuất thế gian. Trong thế gian học một tài một nghề đều phải dốc hết toàn bộ tinh thần thì mới có thể thành được. Nay là phàm phu sắc đất, lại muốn nghĩ trong đời này siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, há chẳng phát khởi mạnh mẽ chí hướng lớn lao, nâng cao tinh thần mà thành được ư? Trích dẫn văn sao tục biên quyển thượng: chuyện trong thiên hạ đều lấy lòng thành làm căn bản. Lòng thành đến mức cùng cực thì đá vàng cũng phải nứt. Thành tích, hiệu quả thật sự đều cậy vào lòng thành. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ:
Muốn mai sau được thành tựu thì phải lập chí hành sự từ ngay bây giờ. Cần phải trung hậu, siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, hòa thuận, tâm và miệng như một. Những gì được biểu lộ ra ngoài chẳng khác những gì ẩn kín trong lòng. Thường giữ lòng hổ thẹn, đừng tự kiêu căng. Sáng tối chí thành niệm Phật để mong tiêu trừ túc nghiệp, tăng trưởng thiện căn. Chuyện gì cũng lấy lòng thành làm gốc, niệm niệm thường tự soi xét tự tâm. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Các pháp thế gian và xuất thế gian không gì chẳng lấy lòng thành làm gốc. Những người tu hành càng phải nên chí thành. Hễ có lòng thành thì nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Phàm lúc tụng kinh ắt phải dứt bật lo nghĩ vọng duyên, nhất tâm tinh niệm như đối trước thanh dung, đích thân nghe viên âm, chẳng dám manh nha chút niệm lười nhác coi thường. Lâu ngày chạy tháng sẽ tự ngầm thông Phật trí, thầm học đạo màu. Ví như ánh nắng xuân vừa chiếu đến, băng cứng tự tiêu tan. Lòng thành đến mức cùng cực sẽ hoặc nhiên thông suốt. Đấy chính là cách hay nhất để xem kinh niệm Phật. Bà có thể suốt đời hành theo cách này thì lợi ích sẽ chẳng thế nào diễn tả được. Trích dẫn văn sao tục biên quyển hạ. Nay gửi cho ông một lá thư trả lời khắp và hai gói kinh sách gồm Tịnh Độ Ngũ Kinh, Thập Yếu, Văn Sao, vân vân. Nếu chịu lắng lòng đọc kỹ, ắt sẽ có thể biết rõ tông chỉ tịnh độ, nhưng cần phải cung kính. Đừng nên đọc theo kiểu đọc sách nho, chọn chẳng cung kính gì. Nhà nho chẳng kính trọng sách, nên cõi đời loạn lạc không ngơi. Nếu nhà nho kính trọng sách thì hễ là người đọc sách đều là hạng mong thành thánh thành hiền, đâu đến nỗi loạn lạc cùng cực như thế này. Đọc kinh sách trong Phật pháp ắt phải tay sạch, bàn sạch, ngồi ngay ngắn như đối trước Đức Phật, đích thân nghe viên âm. Nếu làm được như thế thì nghiệp chướng ngày một tiêu, trí huệ ngày một tăng trưởng. Trích dẫn văn sao tam biên quyển hai, thư trả lời cư sĩ Phí Sư Mẫn. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 13. Thank you.